À, dạ xin chào cả nhà ha. Ở đây là phố Mai ngày Tết, phố Ông Đồ ở nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Năm nay cái chủ đề để tái hiện lại cái Tết xưa. Có những cái khung cảnh khá là đẹp, nhưng mà vào thời điểm này là thời điểm đẹp nhất ở Sài Gòn. Bỏ qua tất cả các công việc bận bịu của một năm, người ta bắt đầu vui chơi đón Tết. Không khí rất là nhộn nhịp ha. Mặc dù mới sáng chưa được 8 giờ nhưng mà mọi người nhìn xem cái phố này rất là đông luôn, đông khủng khiếp. Những cái mai giả này vàng hết. Người ta ghi lại những cái khoảnh khắc, ghi lại những cái hình ảnh mà để kỷ niệm một năm sắp trôi qua. Năm nay cái điểm nhấn là của cái phố này là tạo cái một cái góc chụp hình rất là đẹp luôn, một cái background mà mình nghĩ là không phải lúc nào mà cũng có dịp để mà chụp hình đẹp như thế này á. Mọi người nhìn nhà xem cây góc này thì chắc là hút khách nhất rồi, và để chụp được một tấm hình ở đây thì cũng không phải là đơn giản, phải chờ hết lượt tới lượt bởi vì người rất là đông luôn. Đó là chị mới sáng thôi đó. Đó là một góc, đây là một trong những cái phân cảnh thôi chứ nó không phải là hết đây. Còn nữa ở đây tạo rất là nhiều cảnh khác nhau. Cái concept năm nay là đeo khăn và khăn trùm đầu và kính đen là có vẻ là concept rất là được nhiều người thích của năm nay. Mọi người xem nè, quá đẹp luôn, nó đẹp thật sự đó. Năm nay cái phố này được cái concept này năm nay rất là được nhiều người thích nè. Đeo kính đen, trùm khăn tròn đầu. Cái này, cái cách mà bụi như thế này là năm nay rất là nhiều người thích. Hết lớp tới lớp, người đông quá cho nên là phải chờ mới được. Wow, đẹp quá, ngầu quá. Quá hay. Cái điểm nhấn nổi bật của năm nay là góc này, còn bên đây một cái người ta trưng nữa là cái cúc tím Hàn Quốc. Cúc tím Hàn Quốc năm nay nó tạo ra một cái không gian nữa cũng rất là ấn tượng ha. Bên đây cũng được rất nhiều người là chọn. Cái dịp này thì mọi người biết cái dịch vụ gì là hái ra tiền không? Dịch vụ chụp hình và rửa liền tại chỗ này. Thì ở đây là cái dịp người ta đi làm ở đây. Ví dụ này. Đó. Những anh này làm đó. Cũng có người theo thì người ta chụp hình. Rồi cũng có người thì người ta đi một mình á. Thì cần phải có dịch vụ chụp hình. Ở đây cho thuê áo nữa nè. Áo dài nam nữ. Đây mình nói là cái điểm nhấn tiếp theo của cái phố Tết của Sài Gòn là nằm ở chỗ này. Năm nay ở làng Hoa Sa Đéc của Đồng Tháp mọi người, nó có một cái loại cúc mà thu hút rất là nhiều thương lái cũng như là người chơi, đó là cúc Hàn Quốc. Cúc Hàn Quốc thì nó có màu sắc, mọi người nhìn cái màu tím nó rất là quyến rũ ha. Màu tím rất là cực kỳ là thích mắt bởi vì nó lạ. Mình có xuống chứ là chà lách, nhưng mà chà lách thì năm nay không có trồng nhiều, có nhưng mà nó không có nhiều như cái cúc Hàn Quốc này, giống như là ở Sa Đéc. Ở Sa Đéc thì năm nay những cái vườn hoa nó tím rìm như thế này, nó thu khách khủng khiếp lắm. Đây là một trong những cái góc cũng rất là thu hút khách tới chụp hình này. Thì phố này thì hoàn toàn miễn phí nha, mở cửa liên tục từ nay cho tới ngày hình như là 20
28 Tết thì phải, 28 như là, à, 28 như 30 gì đó. Thì à, trong cái khoảng thời gian này mọi người rồi à, tranh thủ lên chụp hình để mà ghi lại những cái khoảnh khắc, lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp của một năm. Đây là sân khấu chính để mà diễn ra các cái sự kiện trong cái phố Ông Đồ năm nay. Phố Ông Đồ, phố Mai Tết. Ở đây thì người ta trang trí cái cúp mâm xôi. Đây, có gì đây, đi chụp hình đây, áo dài rất là đẹp luôn. Nói chung là cái mùa này là mình nói là cái mùa nó đẹp nhất trong năm của ở Sài Gòn đó. Ở đây thì góc này á, góc bên phải của cái sân khấu chính thì người ta trang trí một cái những cái cây này nè. Đây cũng đẹp nè. Nhất là các bạn trẻ, những gia đình. À, đặc biệt là năm nay nó có một cái phố ẩm thực phía bên đây nữa nè. Quá đẹp luôn. Đây, đi sát lại cho mọi người xem là cái này. Tuyệt vời quá. Đây, chụp hình thì nói là những cái này người ta tạo chụp hình, người ta làm nhiều năm rồi đó. Cho nên là rất là có kinh nghiệm trong việc mà tạo những cái background chụp hình rất là đẹp. Ồ, đây này, cái đây là phố ẩm thực. Ẩm thực thì kéo dài từ đằng kia lại, chắc khoảng là mười mấy cái sạp á. Cái gian hàng ẩm thực á. Đây. Đi sớm quá thì có thể ghé đây chụp hình và ăn sáng ở đây luôn cũng được. Cũng ra đây cũng là hay. À, pháo bò ké trộn. Rồi. Lẩu ly. Đây, ghé vô cái phố ẩm thực tiếp tục để chia sẻ mọi người. Rồi tiếp tục qua một cái tiểu cảnh nữa. Nó rất là nhiều tiểu cảnh. Một cái phố này rất là nhiều tiểu cảnh. Ví dụ như dọc cái đường Phạm Ngọc Thạch này, giao với Nguyễn Thị Minh Khai, đó là cái phố Ông Đồ. À, các Ông Đồ thì hàng năm sẽ có những gian hàng cho chữ rồi đó, cũng rất là thu hút khách. Rồi trong cái sân văn hóa nhà thanh niên rồi thì nó chia ra rất là nhiều tiểu cảnh. Ở đây là ẩm thực. Đây có cơm lam nè, nhưng mà cái cơm lam này biết sao người ta nấu xong xuôi rồi người ta bỏ vô đây là hấp lại thôi. Chứ không có đốt trên lửa như là ở trên Tây Nguyên ha. Lẩu ly 15.000, 35.000. Rồi. Ghé qua đây. Nó vệ sinh ở đây thì rất là sạch sẽ. Trứng gà nướng, nước. Bây giờ nói chung là mới có 8 giờ hả? Người ta mới soạn ra thôi. Chứ bởi vì bán cả ngày rồi nó xuyên qua đêm luôn. Cho nên là người ta sẽ mở muộn hơn một xíu. Đây các loại nước này. Rồi, có anh Tây anh bán kem Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Tây lục đụng bán kem Thổ Nhĩ Kỳ kìa. Kem Thổ Nhĩ Kỳ, vị vanilla chocolate matcha rồi có nhiều vị. Đây mấy trẻ con rất là thích luôn. Đây mới sáng mà cũng có rất nhiều người thích dùng kem này. Chúc mừng Tết đến, trăm điều như ý. Lookwood. Đây mình đứng đây để mọi người xem là cái phố này nó nhộn nhịp như thế nào ha, sầm uất như thế nào ha. Tết nào cũng vậy, đây là trở thành một cái điểm hẹn luôn rồi đó. Tết nào cũng rất là đông những người Sài Gòn. Vừa ngày Tết Nguyên Đán thì ở đây là nó không có nhộn nhịp nữa, mà nó nhộn nhịp cái đường hoa này, có cái chợ hoa. À, mấy cái điểm còn cái năm những cái ngày mà trước Tết như thế này thì ở khu đây nó mới nhộn nhịp. Nhộn nhịp cũng lắm. Tới khoảng 28 Tết thì bắt đầu là hình như là người ta dọn để mà làm những cái khác. Đây là đang chuẩn bị là pha lau bò này. Chúc mừng năm mới đây à. Bánh gạo cay, bánh bạo lắc pho mai. Đây kiểu như món ăn Hàn Quốc á. À, đi dạo thêm một vài cái ngoài cái gian hàng nữa để mọi người thấy. Đây là trà dừa tắc xí muội. Quá trời luôn.
có một cái gian hàng nữa là súp Hoành Thánh qua cỡ. Phụ qua cà ớt. Bữa nay mình bán tới mấy giờ là mình nghỉ nha? Dạ, bán tới 10 giờ. 10 giờ tối hả? Cả ngày ra. Bán tới 10 giờ tối cho nên là khoảng 8 giờ là bắt đầu người ta dọn hàng ra, người ta chuẩn bị ha. Mình thấy những phố như vậy á, tập trung đông người cho nên là bán cũng được lắm. Đây, mặc áo dài Tết đẹp chưa đó. Đây là sushi, một gian hàng sushi cơm cuộn. Có giá từ 6.000 cho tới 10.000. Mà bây giờ thì còn sớm quá cho nên là chưa có đó, bắt đầu mới chắc lên nè. Cơm cuộn 6.000 một cái. Đó. Mấy cái món này thì các bạn trẻ rất là thích luôn. Hai bé dễ thương quá này. Những gia đình đó. Rồi tới cái đoạn đây thì chấm dứt thì các cái gian hàng ẩm thực. Tiếp tục cái một cái góc trang trí để cho nhiều người chụp hình. Nữa đó là cái góc này non lá. Non lá cũng trang trí rất là đẹp luôn. Những cái non lá hàng ngày của các dì các chị được sử dụng để mà trang trí lên một cái góc như thế này. Mọi người nhìn ra. Năm nay có vẻ là khăn choàng bán được, cái khăn trùm đầu bán được. Bởi vì cái cần xếp là đeo mắt kiến đen và trùm khăn đó khá là phổ biến và rất là nhiều cô chị em thích ha. Và cái cần xếp này nếu mọi người để ý trên TikTok thì nó nổi lên cách đây khoảng nửa tháng á, là rất là nhiều người thích vậy. Cho nên là nó tạo những cái chiếc khăn như thế này là bán được lắm luôn cho năm nay đó. Nó cũng tạo một cái hay của cái năm nay. Mọi người nhìn nè. Quá trời luôn. Mắt kiến và khăn choàng đầu, khăn trùm đầu rất là hay luôn. Đây cái góc đây thì trang trí hết là non lá nha. Cái một đó, tạo kiểu rất là hay luôn. Đó, năm nay đó mọi người. Nhí nhảnh bụi bụi quá chi là đẹp. Dịch vụ chụp hình này, dịch vụ cho thuê áo dài này thì sẽ hái ra tiền trong dịp này. Đây người ta cầm những cái mai đào này để mà chụp hình dịch vụ. Thường thì Tết này thì những cái nó tùy theo kích cỡ, có giá từ 50.000 này, rồi những cái tấm nhỏ thì có giá là 25.000. Người ta sẽ in trực tiếp ở đây luôn, chụp xong rồi vô in trực tiếp luôn. Đông quá trời luôn, không khí quá là vui, quá là nhộn nhịp luôn. Đây đó, chụp hình dịch vụ này làm được lắm nha, không phải là không được đâu. Những ngày này là đó, những ngày này là kiếm thẩm tiền luôn đó chứ không phải là ấy đâu. Ăn nên làm ra. Đây là cái quầy hàng lưu niệm tò he. Gian hàng tò he này thì chắc là các em nhỏ rất là dễ thu hút lắm nè. Nhất là những cái con rồng, chủ đề của năm nay, linh vật của năm nay. Cái gian hàng này đẹp quá nè. Quá trời luôn. Đẹp quá trời đẹp. Người ta trang trí đẹp quá. Rồi tiếp tục một cái concept nữa là concept bếp quê. Bếp quê thì nó sẽ có một cái bếp nấu bánh chưng, bánh tét. Rồi trong kia thì người ta sẽ làm cái background, đó là những cây
củi mình phải làm cực kỳ là công phu luôn. Công phu bởi vì những cái miếng củi á, miếng gỗ củi á, người ta sẽ chẻ ra nhỏ nhỏ mà người ta sắp nguyên một cái bức tường vậy, mọi người nhìn thấy một cái bức tường biết bao nhiêu là gỗ mà nói. Này cái bếp dạng như cái kiểu bếp xưa á, trời ơi, hàng trăm hàng ngàn cái thanh củi người ta chắc mới chắc được một cái bờ tường như vậy. Hôm nay làm rất là quy mô và công phu ha, mình thấy làm ở đây là công phu này. Cây non lá vậy chứ nó dễ làm, nó nhẹ nhàng dễ làm. Còn lại cái phần gỗ này, phần củi này nó nặng nề và làm nó rất là công phu á. Rồi tiếp tục bà quay qua đây, cái khu giữa của trung tâm là những cây mai à, và chính giữa những cây mai đây thì nó là một con rồng, một con rồng. Đây đi vô một xíu coi, người ta selfie, hai mẹ con selfie à, một con rồng để chính giữa để mọi người dễ chụp hình, chụp hình đẹp vai luôn đó. Nói chung là cái những cái bát rau tàu của năm nay thì chụp hình mê ly luôn. Đây một con rồng rất là lớn, rễ cao hơn những cây mai này luôn. Người ta làm theo kiểu nó quay đầu nhìn xuống phía dưới để mà người ta chụp hình để lấy cái chủ đề của năm là năm Giáp Thìn 2024. À, xung quanh thì các cây mai, mai vàng rất là đẹp. Rồi ở dưới người ta lát thành những cái nền nó lát bằng những cái gỗ pallet này. Rồng này người ta làm những cái nước này để phun nè, không biết là tối rồi có phun không, như ban ngày thì không thấy phun, phun nước nè. Đây là không phải một con rồng mà đây là nó làm từ hai con rồng ha, hai cái đầu từ trên cuối xuống nè. Đây là cái tiểu cảnh trung gian rồng và mai vàng, đó là gọi là cái tiểu cảnh trung gian. Ở đây thì các chị vệ sinh đó, liên tục và vệ sinh, có rác là quét, có những khách tay nè. Rồi tiếp tục mình di chuyển ra nha mọi người, ra cho hết cái con phố này, đi qua bên phố Ông Đồ để mọi người thấy được cái không khí Tết ở Sài Gòn những ngày mà còn khoảng nửa tháng nữa, chưa tới nửa tháng nữa, nay là 17 rồi. Đây một gian nhà ngói, gian nhà ngói và cái mọi người biết là cái lưu này thì được cũng vẫn là cái cúc tím Hàn Quốc, cúc tím Hàn Quốc được trang trí nè, cực kỳ đẹp không. Đó là một cái tiểu cảnh mà chụp hình. Đây là ra cái phần mà gọi là cửa. Cái nhà này năm nay cũng làm công phu quá, năm mấy năm trước thì không có làm công phu quá vậy. Ở đây chụp theo cái cách nhà cổ xưa đó, nhà quá hay. Người ta là dựng nguyên một cái ngăn nhà luôn. Mình thấy năm nay người ta làm rất là và đặc biệt trước nhà này được trang bị các cái chậu mai Tết và giờ nở vàng hết rồi nè. Mọi người nhìn đã chưa? Trời ơi, quá đẹp luôn. Năm nay mình thấy cái phố này được lễ hội Tết Việt. Đây nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đây được 4 cây mai, mai nó nở vàng hết luôn. Nhìn mà nó đẹp tới cả này nè, nó như là hoa giả luôn mọi người. Năm nay đi làng hoa Tết á, thì nghe các nhà vườn người ta nói là năm nay cái khí hậu nó thuận lợi cho nên là hoa trồng được mùa, hoa ra rất là đẹp cho nên là bán cũng rất là được giá. Đây một cái quầy hàng lưu niệm, quầy hàng lưu niệm này thì con rồng nhìn đẹp quá nè, người ta làm bằng giấy, không biết là làm bằng giấy như cái gì vậy, nhìn đẹp quá. Wow, này là làm bằng giấy như bà vải.
Giấy ha. Wow, đẹp quá. Đây là đẹp mê luôn. Ngoài con rồng chủ đề của năm thì ở đây còn quá trời con vật khác luôn. Sản phẩm từ trái tim và đôi tay của bạn. Chúc mừng năm mới, rất là hay luôn. Hay quá. Wow, cái này hay quá. Đây, ngoài con rồng ra thì còn rất là nhiều con khác nữa. Đó, đây. Được làm từ giấy rất là tinh xảo ha. À, cái giá thì không có dán ở đây. À, đây nè, cái giá này là 110 nè. Như hai con rồng bự đó là giá nhiêu vậy? 999. À, vậy là cho 1 triệu á ha. Mà con rồng lớn là 1 triệu 1 con. Rất là hay. Vậy hả? Xe lớn xe nhỏ ha. Quá trời là đẹp luôn, công nhận là rất là khéo tay ha. Đây là phía đây là phía cổng chính ở đường Phạm Ngọc Thạch đi vô cái phố nhà văn hóa thanh niên. Cái cổng chính này cũng được rất nhiều người thích. Đây là một trong những cái concept cái cổng chính trở thành cái điểm mà người ta sẽ chụp hình để lấy lại cái tên lễ hội của Tết Việt và năm Giáp Thìn 2014 thì để chụp lái lại lưu niệm thì chụp ở cái đoạn này là mới vô của những cái đoàn mới vô. Hai bên được trang trí rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục bây giờ xuôi về hướng đây á là phố Ông Đồ, cũng những cái cây mai cũng như năm mấy năm trước, nhưng mà ở đây thì là phố Ông Đồ ha. Đây người ta bán những cái cành mai cành đào để cho mọi người mua để chụp hình này. Rồi bán thêm nước. Các bạn trẻ thì mùa này đúng là mùa của các bạn trẻ hàng hò đi chụp hình rồi. Đây phố Ông Đồ, gian hàng đầu tiên của phố Ông Đồ Nguyễn Nhân. Ông Đồ thì bây giờ mới bắt đầu vô này. Đấy, Ông Đồ thì có vẻ là hoạt động nó muộn hơn một xíu. Đây dọc hết cái phố này là phố Ông Đồ ha. Dọc qua cái đường 3 tháng 2 quanh đường 2 Nguyễn Thị Minh Khai luôn. Những cái phố Ông Đồ này thì hút ngày Tết, những ngày trước Tết này là hút khách vô cùng. Người ta không chỉ là tới đây để xin chữ, không chỉ lái mà người ta tới đây để mà chụp hình, để mà làm lại những cái MV, để quay những cái MV rất là đẹp mà chỉ có mùa Tết mới có thôi. Đây mình đi sát ở đây, cái gian hàng này đẹp quá. Gian hàng này được trang trí đẹp quá. Đây ông Đồ, bà Đồ, đây bà Đồ sẽ ngồi đây cho chữ. Bây giờ mới cái lau bàn này. Rồi tiếp tục. Đây hàng bán không lấy. Hàng bán không lấy chụp hình. Bởi vì chắc có nhiều người lấy chụp hình quá cho nên là phải để luôn cái bảng vậy đó. Mình chỉ lướt sơ qua cái chỗ đoạn Đồ này cho chữ thôi nha mọi người. Năm nào cũng vậy, ở cái phố Ông Đồ này thì thu hút rất là nhiều người tới đây chụp hình, quay phim. Nhất là các bạn trẻ rất là thích đây ha. Những cái cành đào nó, những cái cành đào nó người ta làm đẹp quá đẹp luôn. Không những ở ngoài đây nha, ở trong đây cũng có nha. Ở trong đây thì làm hai bên luôn. Nhưng mà bởi vì ở trong đó cái nhạc nó to quá đó, mình ghé vô thì nó bị nhạc. Mấy cái nhạc này vô nó bị bản quyền mà kìa. Mấy cái dọn ra hơn 8 giờ 8 rưỡi dọn ra, bởi vì mình nghĩ là mà phố Ông Đồ đây thì khoảng 9 giờ nó mới hoạt động nhộn nhịp được. Mấy cái ông đồ mới ra ngồi cho chữ được. Còn bây giờ ra sớm như thế này có thể ghé vô đây ngồi và xin cho ông đồ chụp hình cũng được. Gia đình một cái bức tranh to quá trời, bây giờ nó dọn này. Một cái gian hàng này đẹp quá này. Ông Đồ ở đây thì được rất là nhiều người đi qua chứ không phải như ông Đồ trong ông Đồ vẫn ngồi đó qua đường mà không ai hay. Ở đây thì rất là đông người họ tới. Cái gian hàng này là cái kế rất đẹp, đây góc đường Phạm Ngọc Thạch giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cái gian hàng như mọi năm vậy, gian hàng mình thấy ở chỗ đây này.
gian hàng gấp ra là gian hàng được nhiều người thích, mà hình như năm nay cũng anh này luôn. Phía sau lưng ảnh là một kênh chữ cát này, nhưng mà có hình làm hình con rồng rất là hay. Ngoài anh ông đồ ra thì còn cũng có người phụ nữa để dọn hàng, để lau chùi. Các bạn trẻ thì giờ đây người ta chụp hình ở đây hay quá. Đây, đây là góc đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Phạm Ngọc Thạch ha. Đây, những ngày Tết như vậy thì không khí ở thành phố Hồ Chí Minh rất là hay mọi người. Không khí chỉ có Tết mới có được cái không khí này thôi. Còn ngày thường thì ở đây nó cũng bình thường. Đó, những cái nón này thì cầm đi chụp hình rất là du lịch Việt Nam. Đã chưa? Đây những cái gian hàng được rất là nhiều người chụp hình này. Đẹp quá ha, những cái gian hàng được. Vẽ tự do, đây là vẽ tự do có giá là từ 50 đến 100k. Đây là vẽ tự do. Những người thích ra vẽ thì họ tới đây họ vẽ ha, vẽ lên đá đó. Ở đây nó có trò chơi nữa kìa. Wow, trời hay quá. Wow, chính xác quá. Nếm cái nào trúng cái nấy luôn trời. Hay quá. Rồi, trời quớt rồi. Sao? Rồi. Ôi rồi. Dạ, cái video về chia sẻ về cái phố ông đồ, phố Tết Việt ở nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì mình kết thúc ở đây nha mọi người. Năm nay thì cũng có rất là nhiều cái điểm mới, điểm đặc sắc. Làm thì công phu, làm quy mô và công phu, mọi người nhìn dựng cả một cái căn nhà giống như các cách của căn nhà xưa, bởi vì cái chủ đề của phố lễ hội Tết năm nay là Tết xưa, cho nên là họ dựng những cái căn nhà như theo kiểu xưa. Cổng rồi các cái tiểu cảnh trang trí ở đây nó cũng tái hiện lại cái Tết xưa rất là hay. Thì mình kết thúc ở đây. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ở đây thì nhộn nhịp, ở đây thì rất là đông người, bởi vì sau một năm làm việc vất vả thì nhiều người cũng bỏ qua hết tất cả những cái áp lực của công việc hàng ngày để mà tới đây vui chơi, chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc của nó một năm chuẩn bị trôi qua để đón chào một năm mới mà có nhiều cái điều may mắn và có nhiều điều mới hơn. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi các video trên kênh của Phố Bụi ha. Đây những em bé nè, ô trời nhìn cưng quá ha. Cái cần xếp năm nay là rất là ăn khách, là cái cần xếp là trùm khăn và đeo mắt kính đen. Cho nên là mọi người nhìn, mình nghĩ là cái khăn trùm đầu năm nay là bán được lắm rồi đó. Ủa, ghê vậy cơ chứ. Chú cho thôi thôi. Không có tiền ăn Tết, ông mới cho mượn 5 triệu ăn Tết thôi. Chú. Sang năm trả lại. Tốt năm nay không có tiền. Thôi, thôi nghe câu đó coi như là không quen biết vậy nha. Ủa sao nghe quen quen mà sao kỳ vậy? Gọi quen biết vậy. Nói quen quen. Chú ăn này quá không? Ăn gì mai, thú mê quá. Đã nghe không thú mềm. Hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho, bò kho đến vị. Tiền không ăn Tết. Làm đầu năm tới cuối năm không có tiền ăn Tết rồi mà. Như kia hả? Sao mày nói? Đủ có chạy cái đụng chạy vô thế sức mẹ. Trời ơi. Ăn Tết thì có. Vậy cũng phải ăn Tết chứ. Ăn Tết rồi vui Tết chứ. Chơi Tết chứ rồi ha. Wow. Đâu, chơi Tết ăn cũng không tiền nha. Rồi cho từ lúc này đi chú không đi. Tiền. Cho chú qua xe. Chú cái tao bò kho đã quá đi. Thôi 170. Mỗi hả, từ từ đi cho ông cà sang chút xíu đi. Xong rồi. Xong rồi. Nè, đưa cho ông nha. Đào nữa không? Nay là sáng thứ bảy nha mọi người, sáng thứ bảy bán hủ tiếu bò kho. Em này không giao phải không? Hủ tiếu mì, bánh mì,
rồi mày có bị gói nữa. Cái nồi bò kho đã nhỉ. Này mà ăn hủ tiếu hay chấm bánh mì là hết sảy luôn hết trơn. Xe này bán ngay chỗ cái ngã tư đường Nguyễn Thị Dâu với đường Hai Bà Trưng, nhưng mà 6 giờ bán, ngày nào cũng bán. Xe này nó không có nghỉ. Tới 28 Tết là xe nghỉ, tới mùng 6 Tết là bán lại. Ở đây là 25-30 ngàn, 30 ngàn có hai món, đó là phở bò và hủ tiếu bò kho này là 30 ngàn, còn lại tất cả các món là 25 ngàn, bán đổi món hàng ngày. Trong đó bún bò là chiếm nhiều nhất, là đâu hình như là 3 bữa chứ, 3 ngày trong một tuần, còn nữa là đổi các món khác. Như thứ hai là bún măng miếng này, thứ ba là bún úp bò, thứ tư là phở bò, năm là canh bún riêu, thứ sáu là bún bò Huế, rồi thứ bảy đây thì hủ tiếu bò kho. Còn chủ nhật là trở lại bán bún bò. Cái món bún bò ở đây được rất nhiều khách thích, cho nên là những cái bữa bán bún bò rất là đông ha. Cái điểm này trở thành một điểm quen thuộc của dân Hòa Phạm này, xe ôm này, người làm thu nhập cũng tương đối là trung bình thấp á, thì sáng ngày 25 ngàn người ta sẽ có một cái bữa ăn no bụng đó lắm. Giác mì là em 30. Thôi sụt luôn. Sáng ngày mà làm hai giác mì lắm, cũng nhiều hả trời. Thấy không? Tràn cái tô luôn mà. Rồi. Thấy không? Ăn quá mạnh không? Có cái ông kia nha, không có mì gói là không ăn cái gì được hết trơn nè. Để cho dạ. Em cà phê uống tiếng mình mà thôi. Dạ là tiếng đồ có mì gói luôn. Anh ơi. Cho ba lần thằng ráp ba ăn gì đó. Chị bán mà cũng chỉ cho 35. Ba phần chị 35. Rồi quan hết gì đó. À quan từ từ cái mấy cái đó có trụng không? Trụng hết thì em lấy hết luôn ha, bỏ vô hộp hết luôn ha. Dạ. Để hai phần riêng, phần riêng nha. Cà phê chị làm sao mà giờ chị hỏi em? Anh ơi ăn đây hả? Rồi. Nó xong rồi nó
trời, từ nãy giờ bà phụ đi rồi hả? Bà phụ từ nãy giờ đi. Nãy giờ đâu rồi. Ô hoặc là. Bây giờ có bà đi. Em trai ăn gì? Đây, 2 phần 35. 2 phần 35, đợi cho chị chút xíu, chị làm bao phần cho em này về cái đi ha. Có đi mua bà kê chị không? Lòm quá lẹ. Này mình mắc mỗi ngày của bình dân. Ngày 15 mỗi ngày. Cao cấp hả? Dạ. Này cao cấp bình dân. Ừ, ngang cái nào uống nào hả? Chất lượng vậy đó. Dạ. Em là thiếu hết hả? Dạ. Cho em 2 phần đầy đủ nha. Còn phần của em thì... bún gà gì thêm à. Mấy 15 ngàn bao no luôn. Tôi chắc bụng ở đây. Sáng nay nó lạnh ghê trời. À, sáng nay gió gió là lạnh. Ở người quê em là lạnh rồi đó. Bây giờ là quá lạnh luôn rồi, chưa lạnh gì nữa. Đây có chả cá, thịt gà và cái chả cây. Rồi, sáng nay mọi người ơi, ở đây bán chỗ địa chỉ là 27A đường Nguyễn Đình Chiểu, cùng nhất là 6 giờ sáng, bán miết bao dần hết nghỉ thôi. Thì Tết xe này Tết tôi bán xuyên Tết luôn nha, không có nghỉ. Ai mà Tết mà không biết ở chỗ nào ăn thì chạy lên chỗ cái ngã tư đường Trần Cao Văn giao với đường Hai Bà Trưng. Thì Tết chỉ sẽ không có bán ở cái địa chỉ 27A này nữa, bán ở trên kia. Trên đó thì nó gần trung tâm, người đi chơi đi hồ con rùa hay là khu trung tâm nhà thờ Đức Bà hay bưu điện thành phố thì ghé ra ăn tiện hơn. Ngày thường thì bán là 27A này.